cùng với đại chúng. Hôm nay em cũng xin chia sẻ về phần Phật pháp, vì em cũng chưa biết được là tìm hiểu Phật pháp của mọi người tới đâu, thì em xin chia sẻ góp ý của em thôi. Hôm nay em chia sẻ với việc là sách vấn của chúng ta là thành một hội Phật tử. Vì trong hội Phật tử thì chúng ta có một môi trường để cho chúng ta tìm hiểu Phật pháp được và giúp đỡ nhau trong tất cả các công có việc, giống như là hội phụ nữ này, hội đồng hương này, tất cả các hội. Nhưng hội Phật tử của chúng ta thì lại giúp nhau cận kề, tức là hơn cả anh em ruột. Đấy, đã xây dựng hội Phật tử thì chúng ta phải có trách nhiệm với nhau hơn cả anh em ruột trong gia đình, vì chúng ta là học theo giáo lý của Phật, và tất cả chúng sinh đều là cha mẹ, đều là anh em của mình. Thế vì thế cho nên chúng ta phải xây dựng một tổ Phật tử và hơn như thế. Nghe là trong đạo tràng Phật Tâm hay là câu lạc bộ Phúc Vàng, chúng em có xây dựng câu lạc bộ. Khi mà vào các tổ Phật tử thì đầu tiên đó là phải là tình người đó, tức là đầy đủ tình người, hoàn toàn chúng ta giúp nhau bằng công sức, tức là bằng công sức không tính tiền, tức là làm tất cả mọi việc cho nhau không tính tiền, làm hoàn toàn bằng công sức. Mà chúng ta làm sao đó là phải khởi lên được cái tâm thật của mình đối với lại đạo hữu của mình, rất là thật đấy. Ví dụ như việc của nhà bạn, mình phải lo làm sao đó mình chỉnh tâm mình. Nếu tâm mình chưa được thì phải tu bằng được. Ví dụ hôm nay em thấy trời mưa gió rét em ngại, em không đến nhà chị giúp, nhà chị khi nhà chị có công có việc, thì em phải xoay tâm lại, em phải tư duy nếu mà mẹ em có làm thế không, nếu bố em có làm thế không, nếu chồng con em mà như thế này em có làm thế không. Tức là ta phải quá chiếu, ta phải tư duy để cho làm sao mà tâm của chúng ta nó được như là đối với tất cả chúng sinh, cũng giống như là việc nhà mình. Đấy, thì chính cái sự tu tập này sẽ làm lợi ích cho tất cả mọi người trong tổ Phật tử. Thế và cái người tu thì phải thấy được cái kết quả của việc giải thoát, là bởi vì chúng ta là đau khổ là do tâm, đúng không? Nếu như mà ai mắng chúng ta, ta buồn, ta giận rồi ta trả thù, thế có phải là do tâm ta không? Thế cho nên chúng ta chỉ cần giải thoát được cái tâm này thì chúng ta sẽ sống được an lạc. Thế chứ là chúng ta có thể sống trong bất cứ một hoàn cảnh nào, miễn là tâm của chúng ta biết tùy thuận, thì tổ Phật tử sẽ giúp cho mình tu được cái tâm biết tùy thuận mọi hoàn cảnh. Đấy, đấy là lợi ích của việc tu tập. Thế thì em nói qua về cái việc là lợi ích lớn trong cái việc tu tập Phật tử là như vậy. Thế còn lại thì em sẽ nói về những cái tìm hiểu về đạo Phật là gì. Tại vì chúng ta thì không thể nào mà mù quáng được. Khi chúng ta sinh ra, chúng ta chỉ có thứ nhất là tình cha mẹ đối với chúng ta. Lớn lên thì vợ chồng, con cái là trách nhiệm của chúng ta. Thế còn chúng ta đến với bất cứ đạo nào thì đạo đó phải mang lại lợi ích cho mình, đúng không? Tức là phải phục vụ được đời sống của mình, chứ chúng ta không thể đi theo một cách mù quáng được, phải phục vụ. Đấy, thế cho nên Phật mới dạy là các ông làm gì thì làm, các ông phải thấy lợi mình và lợi người. Cái gì lợi mình thì sẽ lợi người, cái gì các ông không có lợi ích thì các ông cũng không đem lại lợi ích cho người khác. Đấy, rồi cái việc đó phải mang đến lợi ích cho người khác nhưng cũng phải lợi ích cho mình, tức là cái lợi ích về tâm ấy nhé, chứ không phải lợi ích về tài sản đâu, không phải đi ăn cắp đâu ạ. Yến sẽ lấy ví dụ thế này. Ví dụ như là Yến cho người ta cái này thì nếu như mình được cho cái đó thì mình có dùng được không? Đấy, thì mình hẵng cho. Thế nếu như mình nói với người ta câu nói đó, nếu câu nói đó mà mình bị nói, mình có chấp nhận được không thì hẵng đi nói câu nói đó với người khác. Đấy là Phật dạy là làm gì thì làm lợi mình rồi mới lợi người, tức là việc đấy phải cho mình đã. Nhà mình có người ốm, người chết, thế nếu như mình có được ai đến giúp đỡ, an ủi và làm cho người nhà mình đỡ đau, đỡ ốm, mình có thích không? Nếu mình thích thì mình cũng đi làm cho người. Đấy, cho nên đạo Phật là hướng tới là lợi mình, phải tư duy nếu cái việc đó mà mang đến cho mình thấy có lợi ích thì mình hãy mang cái điều đó giúp cho người khác. Đấy là đạo Phật ạ. Thế thì đầu tiên chúng ta đến với đạo Phật thì chúng ta phải tìm hiểu đó. Chúng ta phải tìm hiểu là Phật thường nói về cái gì. Thì Phật thường nói về cái khổ,
thì đầu tiên là người Phật tử phải đi tìm hiểu Phật có phải nói đúng không. Thế khổ thì Phật cũng nói về những khổ gì, chúng ta tìm hiểu về tám khổ của Phật nói. Khổ thứ nhất là chúng sinh ở trong cõi này thường những cái điều mong muốn không được như ý cho nên dẫn đến khổ. Đó là cầu bất đắc khổ là khổ thứ nhất. Tức là cầu không được thì sinh ra khổ não, phải không ạ? Vâng. Còn điều thứ hai đó là oán tắm hội khổ, tức là có oán đối mà lại phải ở cùng với nhau. Ví dụ như vợ chồng oán đối nhau, tức là ở cùng với nhau nhưng mà khắc khẩu rồi chuyên làm khổ nhau. Đấy gọi là oán tắm hội khổ. Thế cái khổ thứ hai ở thế gian là những người có oán đối thường ở chung một chỗ. Đấy, ví dụ bạn đồng nghiệp cũng thế, ở chung một chỗ đấy nhưng mà lại suốt ngày kèm cựa đánh nhau. Đấy là cái khổ thứ hai ở thế gian, là oán tắm hội khổ. Tức là những người có oán đối hội tụ vào một chỗ mà lại không dứt được ra, không thể nào dứt được. Đấy, ví dụ như nhà mình với nhà hàng xóm xây cạnh nhau, không thể nào mà mình chuyển đi được mà cũng không đuổi họ đi được. Nhưng mà hai người này oán đối nhau, thành ra khổ thứ hai ở thế gian là oán tắm hội khổ. Khổ thứ ba ở thế gian là ái biệt ly khổ. Những người mình yêu thương nhất thì mình không đến được với nhau, hoặc mình phải xa rời nhau. Đấy là khổ thứ ba ở thế gian. Khổ thứ tư đó là ngũ ấm sĩ thị khổ. Ngũ ấm là sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Sắc tức là cái sắc là cái thân của chúng ta đấy, cái sắc thân đấy. Sĩ thị, sĩ là thấp này, rồi thì suy này, rồi thì ít này. Thế còn thịnh thì gọi là pháp này, tức là cao này, pháp này, cao này, nhiều. Đấy. Thì sắc, cái sắc của mình mà mình đẹp quá, mình đẹp quá thì cũng gây ra cái phiền não từ phía ngoài đến với mình, và cũng gây ra phiền não cho mình. Bởi vì luôn luôn mình phải chăm sóc cái sắc đẹp này, nếu nó xấu đi thì mình sẽ sinh ra đau khổ. Và mình đẹp quá thì lại hay gặp phải những cái chuyện mà ta đố kỵ, đấy cũng là khổ. Cho nên là thịnh cũng khổ, thế mà xí cũng khổ. Tức là nếu như mình xấu quá thì mình bị mặc cảm, mình không tự tin. Đấy, cho nên là sắc mà thịnh cũng khổ, xí cũng khổ. Đấy. Thọ là cái cảm thọ trong thân của chúng ta. Ví dụ nóng quá thì chúng ta cũng khổ, mà lạnh quá thì cái thân của mình cũng khổ. Rồi chúng ta ăn phải ớt cay quá thì cũng khổ. Thế rồi thì khi cái người thích ăn ớt cay không có ớt thì cũng khổ. Đấy, thế gọi là xí quá, thích quá hay là suy quá là mình cũng khổ. Đấy là thọ. Thế còn tưởng, tưởng là cái phần thuộc về tư duy của chúng ta. Nếu như chúng ta không tư duy được, chúng ta cũng khổ. Đấy, không biết một ý gì, không có một cái ý tưởng nào cả. Đấy, cái tưởng thì nó khổ, có phóng tưởng. Ý tưởng nó chỉ vừa phải vừa đủ trong một việc thôi. Thế nhưng mà những người mà nhiều ý tưởng quá thì nhiều tham vọng. Tham vọng nó không thực hành được, nó cũng khổ. Thế nhưng mà có nhiều người thì có nhiều những cái ý tưởng, những cái ý tưởng bày ra những cái trò mình thôi, cũng khổ. Thế còn trong Phật pháp, tại sao phải nói rằng nhiều ý tưởng quá cũng khổ? Khổ trong nhân quả. Hành tức là cái tâm của mình nhé. Cái tâm của mình thì vui quá cũng khổ, mà buồn quá cũng khổ, mà cái tâm mình nó làm cho mình sân giận quá cũng khổ, mà cái tâm của mình nó đần lù quá, nó làm cho mình không có cảm giác gì cả, không biết thế nào là vui, không biết thế nào là buồn nữa. Nó không có cái cảm giác mà người ta gọi là mất cái hứng thú. Đấy, trong tất cả mọi việc thì cũng khổ. Đấy. Thức tức là cái phân biệt, nhận biết phân biệt. Thì cái người mà không có nhận biết gì, không có phân biệt gì cũng khổ. Ví dụ như là về cái vị chẳng hạn, không nhận biết được đâu là mặn, đâu là
rồi không làm cho mình được những cái gì mà mình như ý. Ví dụ như là mắt mình không thấy cái sắc hoặc là bị mù màu cũng khổ, tức là sáu cái tâm này nhé: nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức. Đấy, thì nếu mà mắt mình mà không nhìn thấy hoặc là mình nhìn thấy mà lại không phân biệt được thì cũng khổ. Tai lại nghe âm thanh mà ví dụ thính quá, ví dụ cái gì cũng nghe thấy, từ cái việc gì cũng nghe thấy, thế thì nghe thấy rồi chút phiền não cũng khổ, mà cái người không nghe thấy cũng khổ. Đấy, tức là mình sẽ đi vào cái thức là sáu thức này, phải nhận biết phân biệt của sáu thức này. Cường thịnh quá cũng khổ, mà suy quá cũng khổ. Đấy, gọi là ngũ âm xí thịnh khổ. Đấy là bốn cái khổ ở thế gian. Còn bốn cái khổ nữa thì thuộc về sinh lão bệnh tử khổ. Thế con người ta sinh ra thì phải chấp nhận bốn cái khổ trên đấy ạ. Thế một phần nữa thì là khi chúng ta sinh ra từ trong bào thai mẹ đã phải chịu bao nhiêu năm khổ rồi, đúng không? Vì chúng ta không biết thôi chứ. Ở trong thai mẹ thì mẹ đứng lên ngồi xuống cũng rất là đau, mình cũng rất là gò ép chứ không phải sung sướng gì. Cho nên đó là sinh khổ. Thế rồi não khổ, tức là mình già đi, mình có khổ không? Già đi thì tất nhiên là suốt ngày mình phải kéo lại cái tuổi trẻ vào là tóc tai, vì mình đắm vào sát mà. Tóc tai rồi thì trang điểm, rồi thì hối tiếc tuổi xuân. Lão khổ, bệnh khổ, bất cứ chúng sinh nào, chưa phải là những người mà quá nhiều phước thì mới không có bệnh. Còn tất cả chúng ta dù là hắt hơi sổ mũi cũng rất khổ, đúng không? Thế rồi chết có khổ không? Khi chết thì những cơn đau đớn vật vã rồi mình mới chết được. Thế gọi là tám khổ thế gian. Thế mình xem cái Phật nói thật là thế gian khổ có đúng không? Hay là Phật nói không đúng? Chúng ta phải đi tìm hiểu đã. Khổ rồi thì Phật mới cho chúng ta con đường giải thoát khổ, giải thoát tám cái khổ này. Thế thì con đường mà muốn tìm đến cái con đường mà giải thoát được tám khổ này thì chúng ta nhất định phải học lời Phật dạy. Nên chúng ta đi tu ở đâu mà không được học lời Phật dạy, chúng ta biết là chúng ta đã lạc đường, đúng không? Tại vì muốn mình sinh ra ở thế gian phải chịu khổ, cho nên là mình phải đi tìm cách giải quyết khổ, chứ tự mình không thể nào mà giải quyết khổ được. Thế giống như chúng ta muốn biết chữ thì chúng ta phải đến trường, muốn có kiến thức thì phải học hỏi. Và đây là cái kiến thức làm sao để cho chúng ta bớt khổ. Đấy, thì chúng ta mới có thể tự mình thực hành được. Đây ví dụ, Yến chỉ nói ví dụ như thế này thôi ạ. Tại sao mình ra ngoài đường mình thấy có người giàu thế, hoặc có người người ta làm chơi bán thật, tức là người ta luôn luôn gặp được những điều may mắn. Thế cũng có người thì làm sao cũng tận tụy chịu khó lắm, đầu tư rồi đầu tắt mặt tối nhưng mà ăn không đủ. Có người thì con cái rất là ngoan hiền, mà có người thì con cái sao hư quá mức không thể nói được. Đấy, con cái hầu như không biết hổ thẹn gì cả. Đấy, ra ngoài thấy người ta như kia về nhà nhưng mình vẫn cứ ăn chơi phá đám, ai khuyên cũng không được. Thế thì mình phải lý giải tại sao lại như vậy. Thì trong Phật Pháp, Phật sẽ nói về kiếp xưa mình làm gì và kiếp nay mình phải bị như vậy, và cái cách giải quyết nó ra sao. Đấy, thì Phật có dạy về bố thí chỉ giới. Thế bố thí thế nào mình cũng phải học, chứ không phải gặp đâu bố thí đó. Đấy, ví dụ như bài Kinh Bố Thí Đúng Pháp thì Phật có dạy là bố thí gồm có 6 phần. 3 phần phúc thì thuộc về người nhận thí, còn 3 phần thì phải thuộc về cái người bố thí thì mình mới có được cái quả phước. Còn nếu như mà mình cũng là người nghèo như thế này, mình đi bố thí mà lại không biết bố thí có 6 phần thế kia, thì mình bố thí nhiều mà lại phước ít, mà trong cái đó mình lại rất là cần phước báo. Trên Phật có dạy, có người bố thí nhiều mà phước ít, có người bố thí ít mà phước nhiều, mà có người bố thí nhiều phước nhiều, bố thí ít phước ít. Thế đấy, vì mình học Phật cho nên mình phải tìm cái chỗ nào mình bố thí ít phước nhiều. Tại vì mình nghèo mà, mình ra ngoài đường mình thấy tại sao có người giàu, tại sao có người nghèo, thì mình biết là họ không phải là may mắn, mà do trong tiền kiếp họ đã biết cách bố thí
và gieo cái ruộng phước điền đúng. Đấy cũng ví dụ như thế này, chúng ta cũng có một nắm thóc. Nắm thóc là thuộc về chúng ta, nhưng nếu như chúng ta gieo nó vào một cái ruộng màu mỡ thì nó sẽ lên được những cái hạt nhiều bông. Nhưng nếu như chúng ta gieo vào một cái mảnh đất khô cằn thì nó chết hết cả hạt giống, nó được ít. Đấy là cái lý của nhân quả trong đạo Phật là như vậy. Thế thì bố thí cho những người nào nhận thì phước nhiều. Thế Phật dạy trong kinh ba phần thuộc về nếu như mà người nhận thí này, tức là người nhận cái đồ mình bố thí cho họ đấy, họ đi trên con đường ly tham, ly sân và ly si, tức là họ là đệ tử của Phật đang thực hành pháp, họ biết trì giới, họ rời xa tham đắm, rời xa sự sân giận, và họ học, họ tu để trí họ sáng ra, họ phá si mê. Si mê chính là sự không hiểu biết, không lãnh hội được giáo lý của Phật, không lãnh hội được chân lý giải thoát, đó gọi là si mê. Thì những người đệ tử Phật phải học giáo lý của Phật, lãnh hội được con đường giải thoát và thực hành các pháp giải thoát, thì đó là những người ni tham, ni sân và ni si, hoặc là cúng cho những người đã hết tham, đã hết sân và đã hết si, đó là bậc thánh. Đấy thì chúng ta cũng lấy một ví dụ thế này. Thế nếu như chúng ta mà cúng một cái đồng tiền này chúng ta cho thầy giáo, thì thầy giáo liệu có dạy con mình hay dạy cho tất cả mọi người không? Điều tốt đẹp không? Có dạy. Thế nhưng mà nếu như chúng ta cúng đồng tiền này chúng ta lại cho cái người ăn cướp, thế họ ăn, họ có sức khỏe thì họ có đi ăn cướp tiếp không? Có, đúng không? Thế cho nên mình bố thí thì ba cái phần phúc báo của mình ấy là thuộc về cái người nhận bố thí này. Nếu như tâm họ lành thiện và họ đang giao giảng giáo pháp của Phật cho tất cả chúng sinh để cho chúng sinh bỏ ác làm lành thì cái phước báo của mình rất lớn. Đấy là ba phần phúc đó thì thuộc về người nhận cúng dường. Còn ba phần phúc thì thuộc về mình. Nếu như mình cúng dường với cái tâm cung kính thì phước của mình sẽ lớn. Với cái tâm biết ơn thì phước sẽ lớn. Đấy, với cái tâm cầu học được giáo lý, cầu học được đạo đức từ cái người nhận bố thí thì phước của mình lớn. Thế nhưng mình bố thí với cái tâm là ví dụ tao bố thí cho mày, tao cho mày, không thì mày chết đói, tức là nó không có cái tâm cung kính thì phước nó tự nhỏ. Tức là mình không cung kính cái người nhận bố thí thì phước nhỏ, nhưng cái đối tượng nhận bố thí thì phải thế nào mình mới cung kính được chứ, đúng không? Thế cho nên là bố thí sáu phần này này lại vẫn cứ là quan trọng ở cái người nhận thí mình có cung kính hay không, họ có trí tuệ để cho mình cung kính họ hay không. Thực ra ở thế gian ấy, mình chỉ cung kính được người có tâm đức thôi, còn những người không có tâm đức mình có cho họ chỉ là thương thôi chứ không có cung kính. Cho nên nếu như mình chọn một đối tượng bố thí để cho mình có được phước thì mình phải tìm ở đấy một sự cung kính trong tâm của mình. Đó nhé. Thế thì mình mới tìm hiểu được là nguyên nhân làm sao người ta không khổ là do kiếp trước người ta có đi bố thí, nhưng người ta bố thí đúng là bố thí sáu phần thanh tịnh. Đấy, người nhận thanh tịnh và người bố thí tâm cung kính, tâm biết ơn, tâm muốn làm lợi ích cho nhiều người. Đấy, thì cái bố thí đấy được rất nhiều phước. Cho nên khi chúng ta học như thế thì chúng ta ra ngoài đường, chúng ta nhìn thấy những người giàu, chúng ta không chửi họ. Vì mình biết là cái mà họ đã gieo trồng từ nhiều kiếp trước mình chưa gieo trồng. Thế thì cái mà họ làm theo mình phải cung kính họ, còn việc họ làm sai là việc của họ. Còn cái phước của họ, họ đi xe lớn, họ mua đồ ăn sang, họ diện, mình đừng có chửi người ta là tinh tướng hay sĩ diện. Không ai lấy lấn phần của ai cái gì đâu, cái đấy là do chính họ đã tạo rồi. Thế thì đáng ra so với những người có phước, mình đang phải cung kính họ. Thế thì mình không chê trách, mình không chửi bới họ, thế là mình có phước không? Đấy là mình có phước. Thế thì nếu như mình chửi họ, mình không được cái gì mà mình lại tạo nghiệp, phước của mình đã kém thì lại kém đi. Thế có phải là do mình học Phật mà mình mở mang trí tuệ mà mình tích được phúc không? Đấy, mình sẽ tích được phúc vì mình không giảm cái phúc của mình đi. Mình biết nói rằng tôi biết rằng người này trong tiền kiếp chắc chắn họ đã trồng những căn lành ở những bậc có trí tuệ, cho nên đến nay họ có sắc đẹp, họ có công danh. Nhưng nếu như hiện tại
họ làm những việc bất thiện thì cái quả báo đấy kiếp sau họ mới hưởng, hoặc là vài kiếp nữa họ mới bị chịu cái quả báo này, vì cái phước họ tạo ra không biết là nhiều đến đâu, cho nên không biết đến bao giờ họ mới chịu quả báo, chứ không phải ngay kiếp này họ chịu quả báo. Trừ trường hợp rằng cái phước của họ chỉ được đến đấy thôi, xong họ làm các việc ác, họ ăn hết phước thì họ mới chịu hiện báo của kiếp này mà thôi. Trên trong Phật Pháp có hiện báo, hậu báo và sinh báo. Hiện báo tức là nếu mình làm việc ác mà phước báo của mình không đủ thì mình chịu quả báo ác luôn. Còn hậu báo thì nếu như cái phước của mình đã tạo từ kiếp trước nó nhiều rồi thì mình làm ác ở phần đầu đến phần cuối mình mới phải chịu. Và sinh báo nếu như mà phước mình tạo ra nhiều thì mình hưởng hết cái phước đấy. Kiếp này mình làm việc ác mình chưa phải chịu ngay đâu, kiếp sau mới chịu. Như thế thì mình giải thích được câu hỏi là tại sao nhiều người làm ác thế mà họ sung sướng, còn tôi làm thiện mà tôi lại khổ thế này. Vì mình hiểu được như thế cho nên mình không buông những lời nói nó không đúng. Đấy, vì mình không buông những lời nói không đúng thì mình lại tích phúc được cho mình do trí tuệ của mình có mở mang. Đấy là rất đơn giản của việc học Phật. Cho nên khi mình học Phật thì mình lý giải được tất cả các việc ở thế gian và tâm mình được định tĩnh trước tất cả các sự, các việc. Và khi mình có cái việc gì thì mình dùng giáo lý của Phật, mình từ từ mình tư duy, mình giải quyết trong đời sống của mình. Đó, thế thì Yến nói một phần như thế để biết rằng người tu Phật trách nhiệm phải học giáo lý của Phật, chứ không phải người tu Phật chỉ đến chỗ Phật để cầu xin và lễ bái. Không phải thế, mà trách nhiệm mình phải được hiểu giáo lý của Phật bằng người thầy bổn sư của mình dạy cho mình, cũng là một cách học và cũng là một cách mình nghe Pháp. Nhưng nghe Pháp thế nào để cho mình hiểu được, trên tại sao mình phải đi nhận bổn sư, tức là người thầy dẫn đường của mình. Còn chúng ta có vị bổn sư chung đó là Đức Phật rồi. Đấy, thì bây giờ Đức Phật đã để lại toàn bộ giáo lý, giống như ở trường là để lại sách giáo khoa. Nhưng mà chúng ta phải có người thầy dạy cái sách giáo khoa đó thì chúng ta mới có thể tu được, chứ không phải tự mình đọc vào sách mà có thể hiểu được đâu. Đúng không? Ví dụ như hôm nay Yến ngồi với đại chúng ở đây, là Yến cũng nói những gì mình đã nghe, mình thực hành. Đấy, thì nói lại thế này có dễ hiểu hơn là khi chúng ta nghe ở đâu đó không? Dễ hiểu hơn, bởi vì trong cái tâm linh thì thế này đại chúng ạ. Khi chúng ta ngồi mà nghe cái người khác giảng, tâm mình có chuyên chú vào cái người đó thì nó có cái sự truyền cảm khiến cho mình hiểu. Nhưng nếu như chỉ nghe trên băng đĩa thôi cũng là như vậy, nhưng không bao giờ có được sự truyền cảm đâu. Không bao giờ hiểu bằng nghe trực tiếp đâu, tức là nó không nghe trực tiếp thì không hiểu được. Và phần thứ hai nữa là còn cái phần hướng tâm. Cái phần hướng tâm nữa rất là quan trọng. Ví dụ như mình có lương tựa vào thầy bổn sư của mình thì trong đó mình luôn hướng tâm về thầy bổn sư. Vì thế những lời nói của thầy bổn sư mình dễ hiểu hơn. Đấy, cho nên lý do tại sao mà mình phải nên nhận thầy, chứ không thể cứ gặp đâu nghe đấy mà được đâu ạ. Và cái vị thầy này thì vì mình có học cho nên mình có hỏi, họ sẽ theo sát mình hơn. Giống như là giáo viên với học sinh đấy. Anh em tại sao lại có những buổi học thêm? Học thêm là để cho mình khi mà mình có thắc mắc gì mình có nơi trốn để hỏi. Đấy, chứ không thì mình biết hỏi ai? Đấy là lợi ích của việc tu tập mà phải có thầy. Thế nhá, đầu tiên thì Yến truyền tải đến cho đại chúng là giáo lý của Phật. Quả thật có nói đúng không? Nếu nói đúng, chúng ta là những người quả thật đang trong tám khổ kia thì chúng ta phải đến với giáo lý của Phật để chúng ta giải quyết. Mà đã đến với Phật thì phải đến giáo lý của Phật, mà muốn thông tỏ giáo lý của Phật phải có thầy dạy cho mình. Thế rồi thì có thầy dạy cho mình rồi thì mình phải có chương trình tu học, mà chương trình tu học thì phải cần có đại chúng. Chúng và chúng ta trong cái khổ đang thiêu đốt do chúng ta tạo nghiệp từ nhiều kiếp rồi, đến kiếp này thì đương nhiên là mình phải bị chịu những khổ thiêu đốt, thì chúng ta phải lương vào đại chúng cùng sách tấn nhau, chia sẻ cho nhau, giúp đỡ nhau vượt qua những cái mà giữa đời thường rất nhiều những cái khổ mà chúng ta phải trải qua từ kiếp trước. Ví dụ như là
chúng ta có thể bị ốm, để đại chúng có thể đến tụng kinh lễ bái, đôi khi một mình giải đãi, mình không thể nào hướng tâm mà sám hối được đâu, lúc ốm đau lúc mệt lắm. Nhưng có đại chúng đến, khi mình nhìn thấy đại chúng khuyên một câu tâm mình hoan hỉ, tự cái tâm hoan hỉ đấy phước nó tự tăng và nghiệp nó tự tiêu đấy, rất đơn giản một chút thế thôi ạ. Thế khi mà đại chúng về mình khởi tâm biết ơn thì cái niệm biết ơn của mình cũng làm cho cái nghiệp nó tiêu và phước nó tăng. Cho nên không có đại chúng không bao giờ tu được. Cho nên Phật mới dạy là hổ đi sơn hổ bại mà tăng giờ chúng tăng tài. Phải có đại chúng, chứ tăng đi tu tập phải có tăng đoàn, Phật tử đi tu tập phải có bạn. Ăn cơm thì có canh, tu hành thì có bạn thì nó dễ hơn. Tại vì chúng ta sách tấn nhau nhé, chúng ta giúp đỡ cho nhau. Phần mà để vào được, để thành lập được một tổ Phật tử tu hành thì Yến cũng có cái quyển nội quy của đạo tràng, Yến sẽ đưa cho để tất cả về cùng tham khảo. Vì chúng ta ở đây các em còn nhỏ thì có gia đình rồi, kể cả những em chưa có gia đình, tìm hiểu về giáo lý Phật pháp cũng rất lợi ích cho mình, bởi vì các em biết sống có lợi ích cho mình hơn, rồi biết làm chủ cái hoàn cảnh của mình. Tất cả các việc khó khăn khi các em vào với giáo lý của Phật pháp, các em định tĩnh, các em xử lý mà các em không bị manh động, mất bình tĩnh, và bao giờ các em cũng xử lý theo chiều của đạo đức. Đấy, thì khi mình xử lý các việc theo chiều của đạo đức thì tâm mình được an ổn đã, tâm của chính mình được an ổn đã, rồi mình sẽ làm cho mọi người xung quanh an ổn lên. Tại vì cái gì mình cũng quán chiếu về nhân quả, cho nên là mình không sinh ra những tâm tiêu cực. Nếu như một người đệ tử Phật được học hỏi giáo lý của Phật thì người này đối với tất cả sự việc không bao giờ tiêu cực, mà bao giờ họ cũng nghĩ theo chiều hướng tích cực, tức là muốn thay đổi hoàn cảnh. Đấy, cho nên họ thường tư duy theo chiều hướng tích cực, vì thế rất là ít. Cái phần trong tổ Phật tử thì là như thế đấy. Chúng em ở trong tổ Phật tử, chúng em có quy định rất rõ ràng. Ví dụ như là có người thân đã ốm là tự cắt luân phiên nhau đến chăm ạ. Đấy, chúng em có cha mẹ ốm thì đều, ví dụ như là một người nhà thì đôi khi chỉ có hai người con đi xa rồi. Đấy, thì bây giờ thực sự ra trong tổ Phật tử có 30 người, thì nếu như có người ốm thì một ngày cắt hai người đến chăm thì đã được 15 ngày rồi. Thì chúng ta không đi làm từ thiện ở đâu xa, chúng ta làm từ thiện ngay ở trong đạo tràng mình, đúng không? Thì khi mà mình đến chăm như thế, mình mới bắt đầu mới theo dõi tâm mình, xem cái cách mình hành xử có giống là người thân mình không. Thì đấy là cái người đến chăm cũng được tu, mà người được chăm thì cũng cảm niệm được cái tâm từ tỏa ra từ người đến chăm, thì người ta sẽ chóng lành bệnh. Đấy, trong Phật pháp thì có Phật thế này, khi cái tâm mình lành thiện ấy, thì cái cảnh giới bên ngoài cũng thay đổi, trên mình cũng có thể giúp cho người khác, tức là cái số đông ấy, của mình lành thiện, mình sẽ giúp cho người khác được hoan hỉ và giảm bệnh đi đấy. Nên là do cái tâm mình nhiều cái nguồn tâm thiện nó đến, trở thành một từ trường thiện. Và thế thì tất cả những cái việc mà trong tổ Phật tử chúng ta cần tu, đó là đầu tiên là chúng ta tu lại cái hiếu thuận, để cho chúng ta còn được sinh ra làm người. Hiếu thuận thì ai còn cha mẹ, hoặc trong đạo tràng những người Phật tử già thì những người Phật tử bé thì coi như người Phật tử già là cha mẹ mình, những người Phật tử già thì coi như người Phật tử trẻ là con mình, để cho chúng ta chuyển cái tâm để chúng ta ít nữa còn được về làm người, đúng không? Rồi chúng ta lại chia sẻ sớt cho nhau. Đó, đó, đó là giúp đỡ nhau tu tập để chuyển hóa tâm. Thì tất cả từng công từng việc cũng là giúp cho chúng ta được lợi ích trong kiếp sau và ngay kiếp này. Nếu tâm mình có lành thiện đi thì mình đi mình đối duyên xúc cảnh, có giao tiếp với ai mình cũng được nhàn tâm. Mà thực sự cái tâm con người thì lại rất quan trọng cho sức khỏe. Nếu như tâm chúng ta lành thiện ấy, thì cơ thể của chúng ta sẽ được đỡ bệnh. Nếu tâm mình có sân giận thì cơ thể chúng ta sẽ trở nên mệt mỏi. Đấy, trở nên rất mệt mỏi. Cho nên cái tâm nó rất quan trọng trong cuộc sống của mình. Cho nên thường thường mình tu sửa cái tâm, đào luyện cái tâm mình thì mình sẽ có một cuộc sống an ổn, tốt đẹp rất nhiều. Thế thì
Yến cũng chia sẻ những cái mà lợi ích khi mình